Hiếu Miro xin mến chào được bác nhá. Và trong video clip của này thì trong buổi chiều nay thì anh em đóng hàng xong thì cũng vừa dọn được thêm ít đẩy các bạn. Như hôm qua em thông báo rồi là đợt này em sẽ dọn. Trời bắt đầu nắng lên rồi này, em ngày nào cũng dọn đẩy cho bác anh em. Thì hôm nay là vì bận đóng hàng hôm trước xả hàng nên đóng hàng nhiều nên là em chỉ dọn được gần này thôi. Buổi chiều nay là dọn được tầm 8 con. 8 con thì trong đó là chuyển ra cửa hàng 2 con là bán ngay trong ngày rồi. Thì cái lô này nó ít lắm các bạn. Lô này dùng mảnh class TD tiếng hay nhất như thế thì các mẫu để nói chung thị trường thì mẫu mảnh class TD, class D là mẫu hay nhất thị trường. Còn tiếp theo sẽ mảnh class H các bác nhá. Hoặc class Y với class TD sẽ tiếng như hay như nhau. Lên bao giờ thế những con đẩy mảnh class TD hoặc class H à class Y thì nó giá thành sẽ đắt hơn những con đẩy class H các bác nhá. Giá thành bao giờ cũng đắt hơn. Và điều quan trọng trong clip ngày hôm nay thì nếu mình bán giá êm, cực kỳ êm luôn, rẻ thị trường khoảng độ 1 triệu đến hơn 1 triệu một con. Bán cho bác vẫn rất là lâu được lô đẩy này. Lô này thì là lô nó hôm trước em về lô này có 20 con, nhưng em bán là thợ, bán được trước rồi. Thợ thì là bờ lấy bắt đầu dọn lốt thì bây giờ có 2 con bị lỗi. 2 con bị lỗi thì em sẽ bán thẳng giá rẻ cho anh em về tự xử lý nhá. Bị lỗi nhưng mà em chưa đụng chạm sửa chữa một tí nào cả, về trong tình trạng bao zin bao xịn, anh em về tự xử lý. Anh em thợ lấy bỏ ít công thôi, anh em có công rồi, anh em bỏ ít công về xử lý cái là anh em có công rồi. Đấy, thì bên em là không có thợ sửa, nói thẳng đến nó có thợ sửa thì những cái lỗi như đọc cái lỗi này thì các bác biết rồi là ai cũng sửa được. Cái lỗi là không có tín hiệu nhạc đúng không? Không có tín hiệu nhạc, còn nó cắm nguồn vẫn lên bình thường. Thì cái lỗi này nó có thể là do điểm một điểm nào đó. Nói chung anh em thợ thì anh em xử lý thôi. Em mình là bởi test hiện tại không được thì test hiện tại nó bị lỗi đó thì em bán thẳng cho anh em thôi cho nhanh được việc. Tới thời điểm này thì hiện tại kho của mình có đâu ấy là em đang còn tồn khoảng độ 150 160 con đẩy, nên là từ giờ đến 1-2 tuần nữa là em quay đẩy liên tục các bạn ạ. Thì có lô nó sẽ nhỏ, có lô to, như lô DMX hôm qua em quay ấy, thì gọi là lô to được hơn 30 con, đến 40 con gọi lô to. Thì có những cái lô khoảng 6-7 con thôi, thì em đi đây em cứ dọn được ngày nào thì em quay ngày đó. Đây là anh em xem clip thì sẽ có những hôm sẽ quay ít và có những hôm quay nhiều, vì quay theo lô một. Thì trong quá trình dọn lô này thì có những con nào lỗi thì em bán thẳng luôn cho anh em thợ về sự xử lý. Thì trước mắt các bạn đây là con đẩy. Các bác cứ gõ con đẩy trên thị trường anh em bán này, các bác biết là lên cho anh ấy. Con đẩy đến từ hiệu của Mỹ nhá, LA8 Grand mới nhá. TA207 con này với công suất cho ra 800W kênh luôn nhá. 800W kênh, tình trạng bao zin bao xịn bao đẹp luôn. Đấy, bao zin bao xịn bao đẹp nhá. Chiều nay anh mới gọi xì hết bụi bặm rồi. Chứ bặm sạch sẽ rồi, về anh em chỉ dùng thôi. Nó để bãi em bán xả em vẫn bảo anh em 6 tháng nhá các bác nhá. Giá 3,5 triệu em này nhá. Con này đánh được tốt là 2 cặp bát 30. 3,5 triệu em mã số nó là mã số 1 các bác nhá. Mã số 1 quay anh còn hậu cái nào tiến. Đấy bác cứ check cái con này nó biết. Chứ đỡ khỏi em thì mình phải giải thích. Tại vì là bán cái con này là bán giá êm lắm rồi. Giá quá êm rồi. Thì cái đằng sau của nó là thế đúng là hệ thống kẹp đấy nhá, kẹp này. Cầu kẹp có nhá. Cầu kẹp. Thì sẽ có con nó giống như này nhưng em sẽ bán giá êm hơn, tầm 200.000 do cái nó bị vận chuyển về nó rụng mất cái cầu kẹp này của em này. Đây. Đấy, vận chuyển về thì nó bị rụng mất cầu kẹp thì các bác có thể kẹp trực tiếp dây loa vào đây. Nha, bác đấu trực tiếp dây loa vào đây thì cái con này nó bị rụng mất đầu kẹp thì em bán rẻ 200. Để nói rõ luôn, nha, con nào nó bị rụng mất cầu kẹp này thì em bán rẻ đi 200. Còn con nào còn cầu kẹp này thì em bán rẻ hơn chỗ khác được gần 1 triệu, ok chưa? Đến hơn 1 triệu một con. Hàng bao zin bao xịn bao đẹp coi nhá. Mảnh class TD thì coi rồi, tiếng cực kỳ hay, cực phê luôn. Độ bền cực kỳ cao. Cả lô này em đúng một lỗi một con này thôi, mà lỗi nhẹ nhá. Có đúng một con này lỗi thôi, có thể lỗi là do cái về vận chuyển này. Con này bị móp lặng các bạn, em lắn ra rồi. Nghe móp lặng. Là do vận chuyển thì nó quăng. Thì khả năng con này lỗi là do vận chuyển thôi. Đấy. Thì nó bị lỗi nhẹ thôi. Chính vì vậy là cả lô này chẳng có nào bị lỗi cả như thế, chỉ có mỗi cái cầu kẹp này nó có con tuột mất cầu kẹp này bán rẻ cho anh em thôi. Ok chưa? Con này là 3,5 triệu anh em nhá. Xây này có 800W một kênh. Nhấc mặt lại lên anh thân này. Mã số 1 vào nhá. Cái này chỉ có hôm nay số lượng có ít nên em quay con nào bác đọc mã số đấy nhá. LA8 Grand TA207. Các bác kia. Nó kiến dòng này giống như con LA Group Fan ấy. Đấy. Lời thư của Mỹ có nhá. Các nhìn như mạch này. Đẹp luôn mà nhá. Rồi, tiếng nó hay lắm, bác nhìn hệ thống chở nó màu toàn chở lớn thôi, 3,5 triệu em này. Ok. Mã số 2, con này thì 3,3 triệu. Thì nó đẹp như con vừa nãy, nghiêng lên. Đẹp y xì như con vừa nãy.
Nhưng mỗi tội là nó bị em đang không có cầu này. Mới em định đặt mua nhưng mà mua thì hết có mấy chục thôi, tầm 2-3 chục thôi, nhưng mà chưa mua được thì bác có để về bác. Nghe là bác kẹp trực tiếp vào đây cho em, kẹp trực tiếp dây của em nhé, bác ghim vào, ghim dây trực tiếp vào đây cho Hiếu Minh lấy cái nghe là lấy một cái vật gì đó rồi thì bác kẹp dây vào đây, kẹp ấn nót vào, ấn vào là được, ấn vào là được. Thì đây điểm vật nhất này, chi âm dương này, dương âm này, dương âm này. Thế mỗi vậy thôi, nó nằm nó kẹp ý xì như là nằm đúng không. Đấy, bác có thể nói chung về bác ấn và ấn cái điểm cầu kẹp vào thì bán fix cho anh em 200. Vì những con đẩy ở trên trường anh em đang toàn bán mức giá khoảng 4 triệu mấy con cơ, 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6 con cơ. Mở hàng cũng đẹp như Hiếu Minh luôn. 3 triệu 3 em này có nhá, 3 triệu 3 anh này, em này, 3 triệu 3 em này có nhá. Các bác ở gần thì em có thể hỗ trợ ship xe cho anh em, nghe hỗ trợ bao ship xe. Còn gửi điện thì hỗ trợ em 100.000. Gửi điện thì hỗ trợ em thêm 100 vì gửi điện nó cước nó hơi cao. Mạch cửa TD các bác nhá. 800W giá này kiếm đâu ra, không có đâu các bạn. Không có giá này rồi. 3 triệu 300 ngàn đồng nhá. Thôi fix cho 200 đi. 3 triệu 2 đi ghi cho anh. 3 triệu 2 đi. Fix 300 nhá, còn cái 3 triệu rưỡi con này 3 triệu 2. Đi vào đi. 3 triệu 2 nhá, mã số 2 là 3 triệu 2 các bác nhá. Đây 800W một kênh. Được chưa? 3 triệu 200 ngàn đồng mã số 2. Ok, xong rồi. Tiếp theo con này 600W các bác nhá. Nghiêng lên. LA8 Ren TA25. Con này 600W một kênh. Nguồn to thật, 600 nguồn to chà bá. Đây, cùng với con cùng với 600W của con DMX này. Nguồn con này to hơn hẳn này các bác nhỉ. Nguồn đã class TD chớ lại nguồn to. Đấy, em quay này bác nhìn thấy không? Nó nguồn to như con DMX MP700 này. Em zoom lên các bác nhìn này. Các bác nhìn chưa? Nguồn to như y xì như con DMX MP700. Nguồn to như con DMX 800W này, MP700. Thì con này đang bị lỗi bán rẻ này. Con này nhá là với công suất 600W các bác nhá. Mạch class TD. Bình thường mua 600W mạch class TD các anh em vẫn mua cũng giá loanh quanh khoảng độ 3 triệu 6 đến 3 triệu 8 thì em bán con này có 2 triệu 7. Con này cũng không có cầu kẹp anh em nhé, xoay ra, tiến lên tiến xoay ra. Vận chuyển về nó giờ dùng bắt đầu kẹp. Để bác nhìn. À trong tình trạng bao zin bao xịn bao đẹp đó nhá. Mỗi cầu kẹp này thôi. Dòng này tiếng hay lắm các bạn. Sự vỉ bao zin luôn. Hai triệu bảy trăm ngàn đồng. Nhưng lên mặt lần nữa nào. Mã số 3 nhé, 2 triệu 7. LA8 Blend TA25. Ok, cho ra được. Tiếp theo cho con đẩy lỗi lên luôn đi cũng được. Cho con đẩy lỗi. Con đẩy giống như vừa do Hiếu Minh quảng cáo. Thì con này thì nó về cơ bản là anh em thợ. Nói anh em thợ. Con này thì em bán thợ, nó không bán khách lẻ đâu. Thì con này thì em bán rẻ. Vì do vận chuyển về nó quăng cái móp em nắn ra rồi đây. Các bạn đây. Em tháo cái găng em nắn thì anh em về có thể mông nhá, giá này em không mông cho anh em đâu. Nhưng đây, 1.4 triệu con đẩy bán là con và bán quá rẻ bèo. Đấy, nhà vận chuyển anh em là người ta bên kia nó quăng ấy, quăng bằng cong móp, móp tai. Thì có thể do ảnh hưởng của quăng quật thì hiện tại đang bị lỗi này. Không có tín hiệu nhưng không có tín hiệu nhá. Nhưng là cấp tín hiệu và nó không có, nhưng bật nguồn vẫn lên nguồn bình thường anh em nhá. Nhưng là tín hiệu mà nhạc ấy là không có anh em nhá. Thì em cũng lay hết các rắc này, không biết do lỏng rắc không thấy, nhưng anh em về có thể anh em thợ thử anh em về tự đo xem nó đang bị ở đâu, lỏng liếc ở đâu gì đó. Còn hàng thì Hiếu Minh bao zin nhá, chưa đụng chạm một con ốc luôn anh em nhá. Tụ liếc cũng phẳng này, giá 1.4 triệu em này nhá, mã số 6 triệu tư, mã số 6 1.4 triệu nha anh em nhá. Mở bỏ ra đi, 1.4 triệu đây, nguồn to chà bá, nguồn đồng. Tiếp theo cho lên đi ạ. Đợt này em xả nhiều đẩy nên các bác mua xem kênh con nào hợp gu bác ủng hộ em nhá. Ủng hộ em Minh để em bán, đợt này em về mai bán về nhiều hàng lắm ạ. Đấy, vẫn là mã LA8 Brands TA25. Công suất 600W và con này tình trạng bao zin bao xịn bao đẹp luôn anh em nhá. Giá 2 triệu 7, đúng nhá, 2 triệu 7. Dòng này thứ nhất là có rất nhiều ưu điểm, đó là tiếng nó hay, sạch sẽ, chi tiết. Cái thứ ba nữa là
là con chạy nó êm, máy nó rất là êm luôn. Xem sau cái tiếng ơi. Với em bảo con này làm sao nhỉ? Tiếng nhỉ? Rồi, tiếng nó ra. Đấy con này chỉ mà đang hiện tại không thấy cầu đâu thì anh bác thôi kẹp trực tiếp dây vào đây. Anh em kẹp trực tiếp dây vào đây nhá, có 2.7 con này thôi. Tiếng mạch Class TD tiếng rất là hay luôn. 2.7 trong ngàn đồng luôn nhá. Hai triệu bảy trong ngàn đồng, bao zin bao xịn bao đẹp, chỉ có mỗi cái cầu thôi, hàng bao zin bao xịn bao đẹp đấy. Lớn các bác nhớ cho em, chỉ có mỗi cái cầu là em bị tuột mất cái giác cầu này, em đang không kiếm được, em bán rẻ cho anh em thôi. 2.7 bình thường trên thị trường anh em đang bán con này toàn 3.6 3.7 con này thôi. Còn cái con M8W ấy, đẻ 600W, con 800W thì anh em bán toàn 4.5 triệu gần 5 triệu. 2.7 em này thôi nhá. Con này nó sẽ khác mạch này, mạch này nó hay hơn mạch này các bác nhá. Nên các bác đừng so sánh, ông nhá, mạch này nó hay hơn mạch này. Nguồn nó cũng to hơn này. Đấy. Đấy tiếp theo nữa. Rồi là con đẩy ấy. Các bác muốn rẻ thì lấy con này. 2.2 triệu. Mã số 4 các nhá. Cái mã này hôm qua em xả 30 mấy con, em đời còn đúng một con này hết, hết lô rồi các bạn, hết hàng. Hàng cũng bao zin bao xịn bao đẹp. Con đẩy đến từ thiệu Mỹ. LS Hands DX502 các bác nhá. Công suất là 600W một kênh các bác nhá, 600W một kênh. Mạch Class H các bác nhá, mạch Class H. Trong này hôm qua đã có bài test rồi, tiếng rất là hay. Nhưng so với mạch Class TD thì tiếng Class TD hay hơn nữa. Nhưng con này so với tầm tiền là rất là hay và nó hay hơn rất nhiều con đẩy khác mới thị trường. Con đẩy của thị trường các bác nhìn những hàng mới bây giờ thì linh kiện nó kém hơn nhiều, nó khác với những con đẩy bã xịn. Nhưng thì con đẩy này nó thương hiệu của Mỹ hoặc thương hiệu của Ý thì nó sử dụng tất cả linh kiện là linh kiện xịn hết. Từ bác nhìn cái tụ hóa của nó này, tụ sử dụng là tụ các con chờ tụ của nó sử dụng tụ chỉ số vô rất là lớn nhá, 120V nhá, 4700 microfarad, nó gấp đôi tụ bình thường và tụ này như cái ống bơ ấy, bốn tụ lớn quá nhá. Và giá em mình xả này 600W chỉ có 2.2 triệu thôi, giá rẻ nhất Việt Nam luôn, bác kiếm đâu. Cái anh em thợ đi mua một giá này, anh em thợ bảo mua con đẹp mà em thì bao zin bao xịn này thì không có giá này đâu anh em ạ. Các bác đi xem nhiều các bác biết mà, anh em đi nhập anh em biết rồi gì nữa. Giá chỉ có 2.2 triệu các bác nhá, giá em bán giống như kiểu giá thợ luôn đấy các bác nhá. Đây là giá này, giá tại cửa hàng, các bác mua lẻ không mặc cả thêm đâu các bác nhá. Giá 2.200.000 đồng, 600W một kênh rồi, tiếng rất là hay, đánh được tốt là một cặp 40 hoặc là một cặp hai cặp bát 25 hoặc một cặp 30 hoặc một cặp xúc đơn 50, à xúc đơn 40 thôi, xúc đơn 50 công suất lớn hơn, còn xúc đơn 40 đánh thoải mái. 2.2 các bác nhá. Và tiếp theo nữa là con DMX đến từ thiệu Ý, thì con này đang bị lỗi nha anh em nhá. Đèn lỗi kênh 1 này không ngắt này, như cắm điện lên cái chỗ này không ngắt, nó nháy không ngắt này. Đấy. Còn mọi thứ thì hiện tại em tình trạng là bao zin bao xịn, chưa đụng chạm sửa chữa gì, bán cho anh em mức giá này sau 1.6 triệu nhé. Bình thường con này đang bán hàng đẹp là toàn là 3.6 triệu 3.7 triệu, thì con này nó bị lỗi một lỗi một vế, em bán 1.6 triệu anh em nhé. 18W kênh, tiền nghiêng lên cho anh với 1.6 triệu bác, nó không đủ tiền mua cái nguồn này đâu. 12 em lại bao sống nguồn rồi, ok chưa, đang bị lỗi vế thôi. DMX MP700 để bán cho anh em 1.6 triệu thôi, anh em về thợ về lấy sửa chữa có công nhá anh em nhá. Em cũng không biết là điểm nào nhưng mà bây giờ bản thân là em cũng không đi sửa, em cứ bao zin cho anh em. Về anh em có thể lộc lá, anh em có thể bị thêm một cái linh kiện, anh em có công rồi là việc của anh em. Còn hiện tại là yếu mình là bao zin bao xịn. Đấy ok chưa? Vệ sinh sạch sẽ rồi. Bán anh lý vệ sinh vì là nhiều khi là em vẫn là vệ sinh, có những con đẩy nó bị sột soạt hay nó bị làm sao đó là em vẫn vệ sinh, vì vệ sinh là nhiều khi là nó hết các bạn. Thì con này em vệ sinh là không hết, em cũng không chạm sửa chữa thì em bán thẳng cho anh em thợ. Con này chỉ bán thợ nhá, không bán lẻ, không bán khách lẻ đâu. Để nói rõ vì những con đẩy hàng lỗi, những đồ hàng lỗi lặt vặt này em bán thợ thôi, em không muốn bán lẻ gì này. Em không muốn bán cho khách lẻ vì bán khách lẻ nhiều khi các bác không biết, các bác cầm ra lại phải hỏi về lại hỏi của mình là thế con này sửa ở điểm nào. Bây giờ em đã bảo em không có quan tâm cái đó, em bán đang hiện tại cũng bị lỗi nhỏ một vế đúng không ạ, bị lỗi vế này em bán cho anh em thợ nhàn, vì anh em biết tay nghề, anh em có tay nghề anh em sửa. Chứ bây giờ bán cho khách lẻ về các bác cứ hỏi em nó phiền các bạn. Nên là em bán cho bác con zin xịn đẹp kia, giá tốt kia, anh em ủng hộ em con đẹp kia. Các bác mua lẻ, các bác mua con zin xịn đẹp giá tốt kia. Còn con lỗi này có thể nó bị lỗi điểm nhỏ thôi, nhưng bán cho anh em thợ là anh em biết nào, anh em có công. Đấy. Mã số 7 thì có đúng một con thôi, 1.6 triệu thôi nhá. Ok. Và tiện đây thì em có một số mã loa em xả cho anh em. Đầu tiên là đôi loa. Đôi loa này đôi loa China loại 1 nha anh em nhá, không phải hàng xịn đâu. Cái hàng nhập khẩu về nhưng hàng loại 1 mã LR. Đây. LR. Bắt 30 thôi nhá, để nó bắt 10 này. Bán giả bèo, các bác đỡ khỏi đi mua loa gióng làm gì. Các bác không phải đi mua loa gióng làm gì, LR Audio nhá.
công suất là 300 nội trợ 81 là 300 đến cực đại là 800 các nhá. Đôi này giật mình này, 2,7 triệu. 2,7 triệu đô la bắt 30 các bác ạ. Các bác mua đôi thùng thôi, một đôi thùng thôi các bác nào bỏ lũ ban lên. Các bác mua đôi thùng này thôi ạ. Giá lanh quanh là cũng bao nhiêu nhỉ? Cũng phải tầm độ khoảng gần 2 triệu rồi. Đêm bán có 2,7 triệu luôn này. Bát công kép đấy nhá, công kép 2,7 triệu đô la bắt 30 nhá. Kép. Tất cả đồng bộ của LR hết nhá anh em nhé. LR. LR công kép. Thì rút bát anh xem phân tần nào. Tần rất gấu luôn bác nhá. Rất gấu luôn. Đấy. Có 2,7 triệu đôi này. Rẻ. Bèo các bạn. Em thâu em nâng cấp của khách hàng đôi này. Rồi ok rồi. Em xem cái căng này cho bác nhìn này, dùng cân nhá, thì dùng cân này. Bao zin nhá, chưa sửa chữa gì anh em nhá. Bao zin hoạt động bình thường. Có 2,7 triệu đôi này bắt 30. Rồi, ok. Còn các bác thích mua hàng bãi xịn thì chờ đây, chờ em Hiếu Minh hàng, Hiếu Minh còn tồn 3 4 đôi như này. 4 đôi HM này. 4 đôi HM thương hiệu của Mỹ này. Xả cho anh em bắt 30 nhá, chưa dọn vệ sinh đâu. Hàng em chưa vệ sinh nên bác nhìn nó sẽ bẩn bẩn này. Bụi này. Bụi này. Chưa vệ sinh nhá, 6 triệu một đôi bắt 30. Đấy HV 22 Music. Bắt 30 nhá. Giá siêu rẻ luôn anh em ạ. 6 triệu đồng loại. Bèo. Rồi chép rất lớn, chép 450 anh em nhá. Các bác nhá, chép BNC. Giúp anh lấy này. Để chép BNC chép lớn nhá, chép con này chép từ 12 13, từ 12 các bác nhá. Chép từ 12 này. Hàng cho chị bao zin bao xịn bao đẹp các bác nhá. Bao zin bao xịn bao đẹp ạ. À. Đây là hàng em quay này. Chưa lau chùi gì cả. Chưa vệ sinh gì cả, đấy có lưu cho em, chưa vệ sinh đâu, chỉ có nhìn bụi thôi. Đấy còn hàng em bao zin bao xịn bao đẹp các bác nhá. Phân tần nó đây. Đây là tập loa bãi xịn giá 6 triệu, rẻ. Vô cùng. Còn 4 đôi bán giá gốc lốt cho bác anh em chơi. Giữ cho anh ấy, anh vén đi. Dòng HM Wi-Fi này bác mua những đôi loa nằm thôi, bắt 25 thôi. Anh em chơi trường quật phải lên quanh khoảng 3 củ. Hôm nay em bán cho bác một đôi loa full. Chơi trường anh em đang bán những đôi này, bác hồi check những đôi HM Hi-Fi này. Music bắt 30 này, anh em cứ check chơi trường anh em hoàn toàn bán được giá khoảng 7 rưỡi 8 triệu đó. Và hôm nay thì mình chỉ bán được giá êm hơn so với các đơn vị khác khoảng 1 triệu rưỡi gần 2 triệu thôi. Ok chưa? HM Hi-Fi Music. Đấy. Giá 6 triệu đồng đôi này. Đâu tem đâu. Lên đi. 6 triệu đồng đôi này nhá. Hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp các bác nhá. 6 triệu đồng đôi này bắt 30. Xoay đằng sau cái. Xoay đi. Chưa vệ sinh đâu nhá. Các bác lấy thì em sẽ vệ sinh lau chùi, cũng sẽ tuốt tát lại một tí. Tuốt tát là tiền đấy lọ sơn đây. Đây. Đưa anh lọ sơn kìa. Đưa anh lọ sơn. Quay luôn thực tế thực hành luôn bác. Đây này, loa này bác mua cho em cái lọ này, lọ sơn này này. Loa nào nếu bác bẩn quá bác mua em lọ sơn này. Sơn này, này. ATM mã là A212 Flashback Black các nhá, Black và màu đen. Nhưng bác phải mua mã A212 có nghĩa của nó là màu là màu sơn nhám. Khi bác mông này này. Để em mông cho bác nhìn thử này. Để em xịt một ít này bác nhỉ. Đây này em quay thực tế luôn nhá. Khi bác xịt lên này là nó như mới luôn. Xong nó khô đi nó sẽ đen nhám lại. Đây là nó đang sửa xịt đâu bây. Em quay đợi giữ lại một tí rồi đây gió đang có gió. Đây bác nhìn nghiêng. Nó khác biệt hẳn chưa? Đây là băng bụi bẩn nhá, chỗ cũ nhá. Này, nó khô này. Nó khô đi thì đây nó chuẩn bị khô rồi. Khô bác nhìn này cái màu này, đấy bác nhá. Đấy được so với đây này. Nó vừa nhám, rất đẹp như mới luôn. Như mới đây, đấy bác nhìn từ từ nó khô. Đây có điểm khô này. Điểm kỳ tay này. Đấy gọi là khô rồi này, đấy, không ra màu này. Còn cái này nó chưa khô hẳn này, còn điểm khô này. Khi nó khô bác nhìn được màu rất là đẹp này. Đây là điểm khô này. Đây điểm chưa khô nó vẫn hơi bóng này. Sau khi khô xong nó nhám lại, nó rất đẹp luôn. Đấy. Đây này em có bán hàng thanh lý cho bác. Nhưng mà em bao giờ em sẽ mông cho anh em. Mông là chỉ gì, chỉ mua cái lọ sơn này xịt qua cái thôi. Nó giữ nguyên rất nguyên cái sơn zin này của bác. Từ cái sơn zin này của bác nó chỉ là phủ một lớp sơn mỏng
tanh lên để nó che đi cái độ bẩn, che đi cái độ cũ của cái sơn, của cái loa một tí thôi. Đấy, thấy chưa? Đấy, sau khi khô đây, sau khô nó sẽ như này, nó mới hơn đây, mới hơn đây, nó khô này, đấy chưa? Nhìn nó sẽ sạch sẽ, mới hơn, nó như mới ngay. Nên là anh em mua những đôi loa của em đang quay đây, là hiện tại em đang quay mộc, em chưa vệ sinh vì loa bãi mà, quay loa bãi xịn mà, chưa mộc, em để nguyên mộc, em để này. Còn khi giao đến tay các bác là em xông sơn này bao nhiêu? Là sẽ mới này, đấy gì chưa? Đấy bờ là đây hiện tại khô hẳn này, đấy bác so ở đây này, đấy nó mới hơn. Nghe mình xịt tổng thể loa lên nó sẽ mới hết, nó che hết những cái vết bụi như này. Đây là vết bụi này, đây là em cũng lau đi rồi nhưng mà vẫn còn ám hơi bụi này. Đây nên đây nó sạch sẽ này. Đấy, zoom lên các bác nhìn chưa? Đây khi em nói rõ nó sẽ như mới bác nhá. Model của nó là HM25 Music, màu đen là LA12 các bác nhá. Đấy, cái này các bác chơi trên những dòng như cái âm ly 506 ok. Trong này tiếng rất là hay luôn, loa full, bao zin bao xịn nhá, bao đẹp luôn, vì là em chưa quay, chưa mông má cho anh em, bao đẹp luôn các bác nhá. Từ tiền giữ này, giữ các bác nhìn được keo này, zin đen, zin đen keo luôn nhá, độ keo này, mối hàn này, zin đen luôn anh em nhá, zin đen luôn nhá, 6 củ luôn này. Đấy, bác ơi, hôm nay bác phải săn đẩy, bác ghép thành bộ dàn được, nó chỉ bộ dàn của hơn chục thôi, bộ là bát 30 hơn chục thôi. Đấy, và tiếp theo nữa là đôi loa DMX bát 25, đây nó quay em nó đây, rất đẹp đấy bác nhá, dòng loa đến từ thiệu của Ý. DMX quá quen thuộc của bạn, bác gọi DMX thì quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Xoay phần sau ạ, bác muốn êm hơn thì chơi dùng đôi này. Đôi này em chưa tuốt tát gì đâu, cái này thì các vết xước này em sẽ chấm chấm một tí vào thôi, chấm ít sơn trắng vào thôi, còn em để nguyên mộc sơn nó đây có nhá. Model là DMX D125 mã có nhá, D125 mã có nhá. Công suất hoạt động là 200W ở lực trở 8 ohm. D125 mã, DMX D125 mã. Trong ngày trên trường em đang bán mức giá lên quanh khoảng 5,5 triệu đến 6 triệu đôi này. Các bác cần check các bác biết, đấy. Và hôm nay thì mình bán này, em còn tồn đôi này như GHM thì em còn 4 đôi, đôi này thì em còn 2 đôi nữa này. Hàng chuyện bao zin bao xịn bao đẹp các nhá. Giá em xả cho anh em thì vốn về là 4,1 triệu một đôi, bán 25. Con này lưu ý này, từ 17 các nhá. Từ 17 coi 63. Đấy. Chép biên xi. Chép là đít gang này. Tiền khối các nhá. Xanh phần chép này, ví dụ củ chép này, củ chép của đó là chép DMX, chép của DMX luôn. Đây kẹp mã seri rồi. Dòng này thì tiếng chép nó rất là tơi, bát sâu, lật lên cái bát này cái. Gân vải tẩm dầu 2 lớp bác nhá. Hàng cho nhìn nhá, bao zin bao xịn và cũng bao đẹp luôn. Bao zin bao xịn anh em nhé. Bác nhìn quả phân tần này, của D125 mã đồng bộ nhé, của DMX tất cả tụ của súng do xịn. 4,1 triệu đôi này thôi ạ. Nếu bác nhanh tay nhé, 4,1 triệu đồng đôi này, giá cực kỳ êm luôn, giá rẻ nhất Việt Nam luôn bác nhé. Giờ này em xả hết lấy vốn về từ những con đẩy hay là từ những đôi nào này này, mà nó có ít thì bán xả lấy vốn về. Người bán xả thì anh em chơi trong clip này. Em có nhu cầu thì liên hệ của em nhé. Và xin chào các bác nhé.